Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 9, nhiều người dân miền Tây đã bắt đầu rời quê sớm trở lại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để chuẩn bị bắt đầu công việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, khiến giao thông khu vực cầu Rạch Miễu bị ùn ứ. Theo ghi nhận, tại các nút thắt Cổ Chai, ngã tư An Khánh, cầu Rạch Chuối và chân cầu Rạch Miễu, từ khoảng 14 giờ chiều cùng ngày đã có lực lượng cảnh sát giao thông công an Bến Tre túc trực điều tiết giao thông. Từ khoảng 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, lượng người và phương tiện di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, đã xảy ra ùn ứ trên quốc lộ 60 dẫn lên cầu Rạch Miễu hướng Bến Tre đi Tiền Giang. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp điều tiết chặn dòng phương tiện phía Tiền Giang đi Bến Tre, ưu tiên cho lưu thông một chiều hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang để giải phóng lượng phương tiện, tránh tình trạng ùn ứ kéo dài. Từ 16 giờ 30 phút đến gần 17 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu xả trạm thu phí và điều tiết lưu thông một chiều trên cầu ưu tiên hướng Bến Tre đi Tiền Giang. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lượng người và phương tiện di chuyển về hướng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đông đúc. Lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang vẫn túc trực điều tiết giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu. Song song với việc tăng cường thực hiện điều tiết giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, cũng trong chiều ngày 3 tháng 9, tại quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức điểm tặng 1.500 phần quà cho người dân trên đường trở lại nơi làm việc học tập sau chuyến về quê nghỉ lễ 2 tháng 9 gồm nước suối, bánh, khăn lạnh, áo mưa cho người tham gia giao thông. Cửa ngõ Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh được coi là những tuyến đường kẹt xe, ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại thành phố kéo dài trong suốt thời gian qua. Được biết đây là trục đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Một trong những lý giải cho việc tắc đường là bởi vì trên địa bàn tỉnh Bình Dương, quốc lộ 13 đã được mở rộng lên 8 làn xe, còn đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 4 đến 6 làn xe, tạo ra nút thắt Cổ Chai cản trở mọi hoạt động. Vào ngày bình thường, đoạn đường dọc quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước, dù chỉ vài km nhưng phải mất hơn 30 phút. Lượng xe quá đông đúc khiến con đường ách tắc nghiêm trọng. Chưa kể xe máy ô tô chen chúc rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông còn trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết vào những dịp lễ hoặc vào những giờ cao điểm, bởi đến thời điểm này, dòng xe đông đến mức ngay cả xe máy cũng phải nhích từng chút một. Không chỉ ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc mà ngay cả phía tây thành phố, tình trạng trên cũng diễn ra. Đơn cử như đoạn đường quốc lộ 1, đoạn từ An Lạc đến giáp danh tỉnh Long An được xem là cửa ngõ thông thương với các tỉnh miền Tây, nhưng tắc nghẽn vẫn diễn ra nhiều năm trời. Nhắc đến việc vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này, hàng loạt tài xế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nói về cảnh xếp hàng chờ đợi trễ giờ. Từ sau khi nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017 tạm dừng làm BOT trên đường hiện hữu, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hàng loạt dự án nâng cấp, mở rộng đường xá cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh như quốc lộ 13, quốc lộ 1 trở nên khó triển khai, bởi hầu hết kế hoạch mở rộng đường theo hình thức BOT phải dừng, chuyển sang sử dụng ngân sách. Trong khi đó, thành phố chưa thể cân đối vốn nên các dự án rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, khi nghị quyết 98 được đưa vào áp dụng đã tạo ra một cơ chế đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này có nghĩa là sẽ chấp thuận áp dụng hợp đồng BOT cho dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu. Cơ chế mới này đã tháo gỡ được vướng mắc lớn nhất của các dự án làm đường bế tắc lâu nay. Ngay sau khi nghị quyết 98 cho phép thành phố triển khai áp dụng hợp đồng BOT đối với dự án nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình trên đường trục chính đô thị và đường trên cao, thành phố đã giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng danh mục các dự án cấp bách. Tổng số vốn có thể huy động theo hình thức BOT để hoàn thành các dự án này khoảng 37.000 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan này cũng đang tiếp tục lọc danh mục và tiếp nhận các đề xuất của nhà đầu tư để triển khai lập danh mục ở các đợt kế tiếp. Trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, Bộ Công an vừa có điện gửi Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm tháng 9 về an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm,
các địa điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí, các bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công, kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên những tuyến giao thông. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần phối hợp với đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải, tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, hộ lan, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang. Gờ giảm tốc tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, những vị trí mở đường dân sinh. Tổ chức đánh giá, khảo sát, xác định các điểm đen về tai nạn giao thông. Những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến đường giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chú ý đề phòng tối đa các hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng, đề phòng hạn chế mức cao nhất những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, vi phạm khi qua đường ngang, chở quá vạch dấu mớ nước an toàn, phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm, không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn an những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ bằng những hành động thiết thực, góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả, khó khăn trong quá trình di chuyển. Kiên trì vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang, qua đường sắt, đường thủy nội địa, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông để triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày đầu khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường. Nắm bắt tình hình tại các cổng trường học, việc chấp hành của học sinh, sinh viên, đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh cho học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học với các hình thức phù hợp như đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội của các cơ sở giáo dục, báo cáo trực tiếp tại các chương trình ngoại khóa, chương trình học, tuyên truyền tại khu vực cổng trường cho phụ huynh học sinh, gửi tin nhắn qua Zalo, các ứng dụng mạng xã hội, hướng dẫn học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn như đi bộ sang đường, đi phà, đi thuyền, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp, ngồi trên ô tô đi học, tham quan, dã ngoại an toàn và thoát hiểm khi gặp các tình huống giao thông nguy hiểm. Phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường học để xử lý nghiêm học sinh, sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ. Kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển, đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!